Xin chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Thành Lợi TV. Thì hôm nay thì bất ngờ lại xuất hiện thêm một cái gì sư kỳ lạ này cả nhà. Thì hỏi thì sư này thì đã tu tập hơn 1.000 năm nha. Nguyện đi theo thầy Thích Minh Tuệ để hỗ trợ hộ pháp cho thầy nha. Thì không biết cái ý định của vị sư này như sao thì là mời cả nhà cùng theo dõi để gặp trực tiếp để hỏi cái vị sư này nha. Sư tu lâu chưa? Mấy ngàn năm rồi. Tu mấy ngàn năm luôn hả? Đó coi. Tôi là người gốc ở đâu? Hả? Gốc hả? Con rồng giáo tiên. Con ở trên. Giáo tiên ở trên xuống. Ở trên xuống. À, ở trên xuống hả? Nãy giờ thăm chút được không sư? Sư định đi theo sư Minh Tuệ hay sao? Sư đi chơi thôi. Đi chơi thôi hả? Sư ở đâu? Xích vô chút xíu đi. Cho con hỏi thỉnh thầy chút xíu. Ngồi đây để trò chuyện cũng giảng một về đạo Phật cho con với cả mọi người được nghe được hiểu sâu hơn. Đâu thầy xem thấy hữu duyên chỗ nào thầy ngồi. Tại đây. Xin thầy ngồi đây ạ. Sư ở đâu sư? Sư ở đâu đến? Đâu hả? Ở đâu? Thế nào? Trên chảnh hả? Rồi là sư đi hồi nãy giờ bao nhiêu cây rồi? Hả? Sư nãy là giờ đi bao nhiêu cây rồi? Dạ. Đi bộ hành nó bao nhiêu cây rồi? Sư bây giờ là đi về đây đi. Bây giờ là chơi. Vậy dạ, chơi ha. Chơi rồi. Có dự định đi theo sư Minh Tuệ không? Chưa ạ. Dạ. Sau này. Dự định nha. Sau này. Dạ. Sư tu lâu chưa? Chưa ạ. Mấy ngàn năm rồi. Tu mấy ngàn năm luôn hả? Đó coi. Tôi gì mới mấy ngàn năm luôn rồi. Dạ. Con xin. Dạ. Tu gì mấy ngàn năm luôn hả? Rồi bây giờ là tôi sư đi hướng nào? Nói nè, mọi người á lắng tâm xuống. Dạ. Thế nhưng không nổi nóng là nước là hòa lại một. Dạ. Mình tu á là mình trở về bên trong nè. Trở bên trong. Sư này nè. Sư này tu. Mình trở về bên trong nè. Dạ. Về trong ha. Tu mấy ngàn năm rồi đó. Trở bên trong đây nè. Thì trong à. Tu á, mình tu á là mình trở về bên bản tánh không nè, phía trong á. Bản tánh cứ như là chân thật của mình. Chân thật ha. Bản tánh không á. Tu sư mấy ngàn năm rồi đó. Đây sư ra đây đi theo là sách Minh Tuệ hả sư? Sư ạ. Sư đi du ngoạn thôi. Đi du ngoạn thôi. Đi từ đâu tới đâu rồi sư? Sư ạ. Ở trên. Đất nước chỗ nào cũng có mặt thử. Không, sư là người gốc ở đâu? Hả? Gốc ở con rồng giáo tiên. Ở trên. Giáo tiên ở trên xuống. Ở trên xuống. Ở trên xuống ha. Nãy giờ sư có gặp thầy Minh Tuệ chưa? Gặp rồi hả sư? Minh Tuệ á? Dạ. Minh Tuệ cái như gặp rồi. Dạ. Gặp mà cái như ở trên luôn rồi. Gặp ở trên trên chảnh luôn hả? Sao? Cũng có gặp ở bên Ấn Độ luôn rồi. Trời ơi. Rồi. Mọi người á cũng là cái như là anh em với nhau. Cũng là đồng đội nhau. Đồng đội luôn hả? Vậy là hồi đó có gặp ở chảnh không ha? Mọi người cũng là đồng cũng là cùng ở trên xuống. Ở trên khoan, xuống. Khoan cho con hỏi cái này nè. Ủa sao sư tu thu theo Phật giáo đúng không? Đây Thánh giá nè. Sao sư đi sư đây Thánh giá vậy sư? Chúa Phật là một à. Chúa với Phật là một hả sư? Chúa là chúa, Phật là Phật. Đó nè. Mọi người không biết vừa cột mà nghe. Đó vừa cột nghe đi anh. Không biết cái cãi. Sư nói đi. Mọi người á cứ như là xuống đây bản ngã hơi cao á. Chà, đó. Vậy anh này bản ngã không được ha. Đúng rồi, không biết phải lắng mà nghe. Đó. Có hỏi sư Dạ sư giải thích đi sư. Cứ ra đời liên tục, cái bức tượng này nè, chỉ một tay trên tay dưới. Đó. Duy ngã độc tôn là kêu xuất thanh á, bản ngã cao. Đó. Giống như thầy Thích Minh Tuệ đúng không? Không phải. Tại thầy Thích Minh Tuệ tay cũng chỉ xuống. Chỉ xuống. Đúng rồi, kêu chúng thanh bản ngã cao. Đó. Chúng thanh không chịu nghe lời người ta chỉ dạy cũng như là cãi đó là sư nói chỉ tay xuống vậy là sao là ý nghĩa là chúng sanh bản ngã cao bây giờ con nói chuyện sư con cũng động não liên tục cái nghĩ của họ này nè tức là sư nói đức Phật với thiên chúa là một đây với chú cũng là một luôn từ trong tâm sư cũng có chú luôn cái tâm tôi đang nói tâm chú là một thầy Minh Tuệ đâu vậy vậy đâu thầy Minh Tuệ không có vậy Phật với chú là một nói nè thầy nói cho chính xác là hai bên nói nè ai nói tôi thấy bầu trời không có hai không
một trời thì có một trời thôi. Cái tâm có mấy cái tâm? Tâm hả? Một cái tâm. Rồi. Chảy không? Xung quanh đây như mấy cái tâm? Nhiều cái tâm. Có là một à? Vẫn là một nha. Có là một à? Rồi giờ tâm ác hay tâm thiện thôi phải không? Sư có vậy trái phải à. Cũng là một. Sư có đọc kinh không? Hả? Sư có đọc kinh không? Kinh hả? Dạ. À, kinh trong này rồi, sư là trong bụng luôn hả? Sư đọc thử một đoạn thôi sư. À, tôi là kinh như là tôn mật tông ba lâm bậc vô với ngài. Ba lâm bậc vô với ngài. Sao sư tu mà sư đạo kiến giống diễn viên Hàn Quốc quá vậy? À, kiến này hả? À? Dạ. Kiến này á để nhìn đời luôn. Nhìn kiến đời. Là nhìn được thấy đời luôn hả sư? À, kiến này nhìn nhìn thấy gì sư? Hả? Nhìn thấy đời là nhìn thấy cái gì? À, nhìn nhà cái tâm họ mà mình không nói ra. Rồi bây giờ sư nhìn con cái tâm con sao sư? Tâm hả? Dạ. Cái tâm này á. Dạ. Tốt. Tốt không? Rồi anh này. Có thằng ai cũng tốt hết. Ai cũng tốt hả? Tại vì cái từ này nè. Dạ. À, mình nóng lên, thúc hết nóng rồi, hối hận để trễ rồi. Dạ. Rồi còn cái này nữa. Tại âm thanh, âm là cái lời nói á. Ừ. À, âm thanh là cái lời nói nè. Dạ đúng rồi. À, chấp bào buồn phiền khổ não rồi bị dính cái như là sắc bị sắc nè nhờ dẫn cái bị dính cái sắc bên ngoài cái sắc à cái như là lớn rồi sao dính vào cái sắc á như là đánh giá người ta sai là cái thật là cái tốt á bên trong cái phần bên ngoài nên đánh giá cái này là hai cái này sắc nè màu sắc nè cái này là che cái này để che cái xấu lại thôi đó còn cái tốt á phía trong lòng chứ phải phía ngoài chứ là cái kính này chỉ có thể nhìn thấy được là cái lòng của người ta luôn á sư. À. Con thấy cái kính này là nó hiệu lượng tôi đi coi tông á không là sư mua ở đâu sư mua ở đâu ai cho sư nói cho con nghe đây à. Bây giờ là chư thiên đưa thư chư thiên đưa thư còn cái bông tai là ý nghĩa gì sư? Bông tai thức tỉnh à. Thức tỉnh nha thức tỉnh nha cái này coi như là ý nghĩa chúa là coi như là một bầy ong á phải có ông chúa một khu rừng á có con chúa con ong cái này á đó cái này là gom hết các đạo về một mối lại về một mối á là anh em là bạn với nhau bạn với nhau ha về một ý lại về coi như là trở về tâm không là coi như một ý thôi không có hai ý đó trở về tâm không thôi dạ trở về cái không bên trong sư này phải nói chuyện với sư 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 sao mà mình đi tu mình đổi nón chi sư hả tu mình phải để cho nó cái này à? Đổi nón chi vậy cái nón này à để làm gì mình đổi cái nón này cho mát hay không ấn độ cái nón này à ừ ý là mình đổi để có ý nghĩa gì cái mão để làm gì á cái mão ha cái mão rồi sao mình không lột cho nó mát à giống như nó là mới mọc à sư có thể dở kiến con thấy mặt không giống diễn viên Hàn Quốc quá vậy trời sao sư giống diễn viên Hàn Quốc cái gì trời đất ơi sư có vợ chưa dạ có đâu chưa có vợ hả hay là có tiên nữ tiên nữ có đầy giỏi không này vậy nãy có cả bầu trời tiên nữ luôn đó. Trời ơi sư đang nhốt trong đây nè dữ vậy dữ vậy có cả cái nhà vũ trụ càng con luôn có vậy ha coi sư đi tới đây á biết đâu không à sư đi tới đây biết đâu làm gì coi như là đi coi ai mà coi như là tới á kêu quái mà tới coi như là mà ăn thịt coi như là tôi bỏ vào túi càng con đây á rửa tôi sư đi đến để bảo vệ thầy để bảo vệ thầy bên tệ phải không sao sư đi khác đường bên thầy bên tệ đi đường này sư đi đường kia không đang đi này mà vậy là sư đang đi tìm thầy Minh Tệ bảo vệ sư bảo vệ cho âm thầm đó bảo vệ âm thầm sư Minh Tệ nha mọi người mà sư nãy giờ sáng giờ sư đi được bao nhiêu cây số thì nó nghe rồi bài sáng giờ sư đi bộ hành sư được đi được bao nhiêu cây số hứa cáo trần nè biết nhiêu cây nè thầy đâu á sư ơi sư có ăn không có chứ ăn gì hả ăn gì ăn đầu tiên hả ăn đầu tiên hay là tiên đơn thì đó coi giữ sư giữ rồi tại vì sư nói sư đang tu luyện gần mấy ngàn năm rồi tu mấy ngàn năm rồi sư hồi đó là cái thời của sư là có tài thiên luôn phải không thời đó chắc 3-4 ngàn năm trước có tài thiên luôn rồi vậy hả
giờ sắp mưa rồi sư kêu. Bây giờ sư ta sắp mưa rồi, sư là tọa đàm đi bay luôn hay sao? Mưa là mình có bay được không? Hay là mình vẫn đi bộ? Mưa đi đâu? Mưa không ướt được người. Trời đất ơi. Thấy ghê à? Thiệt không á? Nó ướt cái xác giả đàm thôi. Dạ. Yeah. Cái tâm mình á không ướt. Mình cái linh hồn cái trong. Không ướt à? À. Bây giờ trời sắp ướt cái ngôi nhà giả tạm thôi. Dạ, ngôi nhà giả tạm mình ướt thôi. Sư dẫn sức mồ hôi nha. Chắc đi cũng mấy cây số rồi đó. Thôi con chào sư nha. À, vậy là sư nói là sư đi bảo vệ sư Minh Tệ kìa mọi người, âm thầm phía sau. Đó. Sư bị can nghe. Sư rồi, sư pháp danh là gì sư? Thích đủ thứ. Ờ, thích đủ thứ luôn hả? Ồ, dữ vậy sao? Pháp danh thích đủ thứ. Thích đủ thứ hả? Cái này sư tự đặt hay gì? Hả? Sư thầy á? Sư thầy đặt hả? Cái này ở trên đặt sư. Ở trên đặt ha. Trời đất ơi, dữ dằn rồi. Phát hiện được một xe.